Mấy đứa nhà giàu kia, chúng mày có biết đây là bể bơi gì không? Bọn tao không biết đâu. Sao mà nhìn xịn thế? Đây gọi là bể bơi sinh tố, tắm rất tốt cho sức khỏe. Nhà giàu mà không biết, chán thế. Mắt quá. Ui dồi ôi, sướng thế. Ui dồi ôi, chịu bảo nhiều ghét thế. Quá sướng. Mình là người giàu, đi đâu cũng phải sạch sẽ. Và đi đâu á cũng phải thể hiện là mình có tiền, hiểu không, Tiểu Bảo? Vâng. Hiểu không, Tiểu Bụi? Em có. Mấy cái thằng nhà nghèo á, cả đời cũng không có cái bể bơi đẹp như thế này đâu. Nên là bây giờ mày giàu ấy, mày cứ hưởng thụ đi. Đúng rồi, hưởng thụ đi Tiểu Bảo. Đây. Phê quá, đi là phê luôn. Thôi bơi phát đi. Chị ơi, chị mua cái bể bơi này bao nhiêu tiền đấy? Rẻ thôi mà. Chỉ mua có mấy 5 triệu thôi, bằng một bữa ăn sáng của chúng mình thôi mà. Quá. Nào, rửa tay nào. Tiểu Bảo ơi, đi chơi đi. Ơ, Phán à, tao không đi chơi được đâu. Chị tao vừa mới mua cho tao cái bể bơi. Cái bể bơi này này, mày vào đây tắm với tao đi. Được thế thì tốt quá, thế cho tao tắm cùng nha. Vào đây với tớ, vào đây với tớ. Này này, đứng lại, mày làm gì đây? Tiểu Bảo cho em vào tắm cùng mà. Đúng rồi chị ơi, cho nó vào tắm cùng đi. Em tắm một mình buồn lắm. Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, mày hết bạn để chơi à? Sao mày phải đi chơi với cái thằng nhìn nghèo như nó thế? Mày chơi với nó, mày chỉ ngu đi thôi, không thông minh lên được đâu. Nhưng mà bạn đấy tốt bụng lắm. Còn như thằng nhà giàu kia, nó chỉ dọa đánh em thôi. Tốt bụng hay không tao cũng cần biết. Nhưng mà đã nghèo thì không được phép chơi cùng. Cái bọn nghèo này ấy, người ta chỉ giả vờ tốt để xin mày ăn thôi. Thế bây giờ em phải làm gì hả chị? Còn làm gì nữa? Mày cút nó đi về đi. Nó là bạn tốt của em mà. Sao em dám cút nó đi về được? Mày mà không cút được nó đi về, mày đừng là em trai của tao nữa. Thôi, mày nghe chị đi, cút nó đi về đi. Vâng ạ. Sán ơi, tao xin lỗi mày nhá. Mày cút đi về đi. Nhà giàu mà bơi cái bể bơi bé thế. Thôi quay lại xuống đây, anh em mình đi lấy đồ tiếp nào. Đi. Ôi, to thế nhỏ. Bọn này được đấy. Chị ơi, cái bể bơi này to thế. Thế mà chị cứ bảo bọn nó nghèo, bây giờ bọn nó mua cái bể bơi này to lắm rồi. Chị ha. Chúng mày làm gì ấy? Chưa bao giờ thấy bể bơi to à? Ôi chị ơi! Sao bọn nó mang nhiều dưa hấu thế? Thôi kệ đi! Tắm đi! Nó làm gì đại ca nhỉ? Sao nhiều dưa hấu thế? Thôi kệ đi. Chị ơi, bọn nó có trà sữa này, bim bim, cả hai thùng sữa tươi nữa. Bọn này nguy hiểm thật đấy. Luôn.
bơi của bọn nó xịn xò thế, có sữa, có bim bim, có cả dưa hấu nữa. Bể bơi của mình không có gì cả. Đại ca ơi, được vào tắm chưa? Bây giờ được rồi, bây giờ ai vào thích lấy gì ăn, thích lấy gì uống thì lấy nhá. Vào đi. Mát quá, về quá. Ăn cái gì trước bây giờ đại ca? Tùy chúng mày thích ăn cái gì thì ăn đi. Ăn dưa hấu đi. Bim bim. Dưa hấu. Đi. Trái nữa rồi. Mấy đứa nhà giàu kia, chúng mày có biết đây là bể bơi gì không? Bọn tao không biết đâu. Sao mà nhìn xịn thế? Đây gọi là bể bơi sinh tố, tắm rất tốt cho sức khỏe. Nhà giàu mà không biết, chán thế. Sẵn ơi, cho tao tắm cùng với. Đại ca ơi, thằng tiểu bảo tốt bụng lắm, hay cho nó vào tắm cùng mình đi. Ờ, thế mày vào đây tắm cùng bọn tao đi. Chị ơi, em ra tắm cùng bọn nó nhá. Ờ, thế thì đi. Vâng ạ. Ờ, thế đại ca không cho chị em tôi tắm cùng với à? Không được đâu, chị xấu tính lắm, em không cho chị vào đâu. Tiểu bảo tốt nên em mới cho. Em vào được chưa? Vào đi, vào đi. Nào, há mồm, nào. À, nào.